À, chào các anh em đang xem kênh Miền Tây Solar. Hôm nay là ngày thứ uh, tư uh, ngày 23 tháng 3 2022. Thứ tư ha, 23 tháng 3 2022. Thì uh, tiếp tục với công uh, cuộc gói đèn mà, mọi người. Rồi sáng giờ mình cũng làm được mấy cục rồi. Đây một cục, đây một cục với đó một cục. Ở trong nhà được một cục nữa, được 4 cục rồi. Thì bây giờ mình tiếp tục lại gói đèn ha. Uh, chiều nay phải đi công tác mọi người cho nên tranh thủ uh, buổi sáng là phải làm hết tất cả những công việc này. lát đi gửi đằng chiều còn thảnh thơi đi dạy anh em. À, bây giờ thì mình đang gói cho anh Đào Văn Trung ở khu F công ty Anh Việt thôn Vĩnh Hưng xã Vĩnh Tân huyện Tuy Phong Bình Thuận đó thì anh Trung mua hàng rất là nhanh mọi người à, trong một nút nhạc luôn anh nhắn qua Zalo và chốt kèo rất là lẻ thì anh Trung lấy một cái GD lồi 200W ở lòi 200W trước mặt anh em nè anh em mình mở sẵn cái đèn ngủ lên rồi ha nãy tại bấm lộn nó cháy cái đèn ngủ luôn JD à, GDL 200W um, và hai cái JD uh, 80W và hai cái JD 80W thì uh, cái JD loại 200W này là vẫn là 1 triệu 250 50 ngàn nha 1 triệu 250 ngàn còn JD uh, 80W này uh, thì vẫn là 570 thì uh, nguyên cái đóng này uh, là 2 triệu 390 ngàn đó 2 triệu 390 ngàn nguyên cái đóng nè mọi người đó, anh em về cứ tha hồ mà sử dụng ha nếu mà có dư thì tặng anh cái tặng ba mẹ cái này kia uh, treo cho nó gọi là có không khí gia đình ấm áp nha anh em Thì à, mình à, đang bán CD lòi này à, Cũng vẫn là với giá cũ anh em 200W là 1 triệu 250 300W là 1 triệu 450 Còn à, 120W là 1 triệu mấy mình quên rồi 1 triệu 1 là 1 triệu 50 gì đó Mình cũng, cũng không, không nhớ rõ nữa Anh em nào liên hệ mình sẽ báo giá lại Mình sẽ xem giấy tờ báo giá lại mới được ha Thì à, bây giờ mình sẽ thông báo lại về cấu hình cho một số anh em mới vô kênh nghe cho nó thiệt là rõ ràng ha. Đầu tiên là cái JD 80W này anh em. Ở à, cái này là hàng độc nha. Hàng hàng độc và mình tự hào mình bán cái này với giá thật là tốt cho anh em xài nha. À, thiệt là tốt luôn trên thị trường chắc mình bán vô địch vấn đề giá của cái JD 80 này. À, thì à, cái này hiện tại là có 570 bộ thôi. tấm à, pin này á là tấm pin bao nhiêu watt nè. tấm pin 18W ha. Tấm pin này là tấm pin 18W nha anh em. Solar module này có nó có cái mạc nè. Anh em về nhà nhà có thể ngồi coi ha từ từ ha. Tấm pin 18W. Rồi, bộ pin lưu trữ là 10 giờ 10Ah. Ờ à, 119 SMD 5730, hai màu đỏ và trắng. Ờ à, cái chá bằng à, thiết à, Mà bạc phản quang. Ở ngoài sau là một cái cục nhựa, ha một cái cục nhựa. Treo ngoài trời thoải mái nha mọi người. À, nó có đi kèm một cái này để dặn vô cục nhựa đó Đang keo ngược cái cái cái, cái cái đèn của chúng ta lên. Thì uh, mình nhắc lại với anh em một số anh em mua hàng, mình nhắc để anh em uh, không không có hỏi mình qua Zalo nữa, anh em hỏi nhiều quá. Uh, cái này á uh, là cái JD 80W, nó có số hiệu là 6128, chính hãng cd nha. là 6128 nè. May China anh em. Đó hàng uh, của cd chuẩn chỉ nha. Còn bên đây là cái thùng của uh, uh, lòi ha, thùng của lòi rất là đẹp anh em. Thùng rất là đẹp luôn. Nhìn là biết hàng xịn sò rồi. Rất là đẹp. ZD chính hãng nha mọi người, có chữ ZD đàng hoàng nha. ZD ZD rồi ha, 7200 ha. Đó thì uh, uh, cái này á trên thị trường đó, nhiều người báo ma lắm nha, trăm quát rưỡi lum la đó. Nhưng mà mình đảm bảo với anh em đó chính là cái mà 80W này nè, đó. Anh em nghe ở đâu mà báo mà khác mình á, báo vì cấu hình khác mình á thì anh em phải xem xét lại ha. Mấy anh đó anh báo không có chưa chưa chính xác lắm á. Để anh đẩy cái giá thị trường như thực chất là cái này là 6128. ZD nó sản xuất cái loại cái chá này nè anh em là chỉ có một cái này thôi không có còn cái nào khác đó mình đã hỏi rất là kỹ ở trên hãng rồi đó thì à, à, mình nhắc lại là nó có tấm pin 18W có bộ pin lưu trữ 10 mb giờ và có 119 x mà D5730 đó trái hai màu màu trắng và màu đỏ màu trắng thì pha màu đỏ đuổi mũi nha Bây giờ mình sẽ tiến hành test cái đèn này test đèn này à, bấm này kia trái luôn mấy này xài sung đồng chung remote mọi người đây test ok một cái đèn rồi remote thứ hai với cái đèn thứ hai đó. Nó cháy sáng đến mức mà nó sáng xanh luôn anh em. Nó sáng rồi là sáng sáng ra cái màu xanh luôn. Đó, cái màu xanh nó nhìn nó dễ chịu lắm nha mọi người. Đấy. Thì hai đầu ok, hai cái đèn nó sạc ok. Hai đèn nó sạc ok nè. Và nó đã cháy thử ok hết ráo rồi. Đó. Bộ sản phẩm nó gồm có một cái tấm pin, một cái đèn, một cái remote, ray, tắt tắc kê ốc vít, ốc chuồng chuồng các kiểu rồi cái bộ đèn ha và cái thùng mình sẽ đóng thật là chuẩn chỉ để gửi tới cho mọi người bằng cái thùng này ha hiển nhiên cái thùng này là bên trong thôi còn mình sẽ đóng mốt shop bên ngoài giống như mấy cái này, này anh em đó mình làm kỹ như vậy ở ngoài sau cái tấm gạch tông này á. ở ngoài sau tấm gạch tông này á, anh em ngoài sau tấm gạch tông này á. chính là mốt nha một lớp mốt luôn nha chứ không phải là, là ẩu tả đâu mọi người mình làm thật là kỹ để gửi mọi người ha cái này là gửi tới cho chú uh, chú chú thanh thì đúng ra cái này với cái này mình đóng chung mà tại lỡ đóng cái này trước rồi giờ tháo ra thấy nó mất đẹp quá đi mất duyên quá đi cho nên là mình đóng cái này riêng ha chứ hai cái cục đó là cô chú không còn cái gd 60 này là gửi cho anh ở dưới đầm dơi cà mau ha rồi bây giờ mình sẽ qua cái lồi 200 w cái này là triệu hai năm chục mọi người đáng không tiền bắt gạo nha đầu tiên là mình bấm nút on cái là nó sẽ cháy cái chế độ đèn ngủ của nó lên à. ở trong đây nó có dính keo hơi mờ mờ ha đó, khi mà gia công nhiều khi nó dính keo mọi người JD Solar Light 200W nè. JD Solar Light 200W đó, chế độ đèn ngủ ha. Nè anh em gắn trong nhà khỏi chê rồi. À, tối mình bật cái chế độ đèn ngủ này lên là đi ngủ ha. Thì cái nhà của mình nó còn vẫn còn sáng sáng mờ mờ, thuận tiện cho ta đi vệ sinh này kia ha. Rồi bấm cái nữa thì nó sẽ cháy LED của nó lên thì mình thông báo lại về cấu hình của nó nè. Nó có là 180 con ít D3030 ha. 180 con. 3030 nha anh em, ít mà d cao áp nha. Tấm pin là 32A. À sorry, tấm pin là 45W. Tấm pin 45W nha. Và cái pin lưu trữ là 32 giờ Thì tấm pin này 45W là mình để xem lại coi phải 45 không. Hình như nó là 48 mọi người. 48. À ở đây nó dán là 40W ha. À, ở đây dán cái mạc là 40W mà nó báo giấy là 45W. <laughs> Nói chung là nó có xê xích một ít vậy đó anh em. Ở à, thường thường mấy cái đèn á, là nó như vậy đó, nó 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 dán vậy. Đó nhiều khi tấm pin này á cái tấm pin này rất là to nha cái tấm pin này đúng ra là 48W nè tấm pin này là 48W mới đúng mà nó có thể dán 45 40 đó, đó. của hãng dán này hoàng nha anh em nhưng mà nó vẫn sơ xuất vậy đó nó, nhiều khi nó trên lệch vậy đó mọi người chứ tấm này là tấm mình kinh nghiệm của mình là tấm này 48W rất là to luôn to chả bá luôn đó ha thì tấm pin nó đang dán là 40W à, 32 giờ bộ pin lưu trữ 180 của XMD 3030 Mỗi cái XMD được trang bị gương cầu lòi hết mọi người gương Cầu lòi hết Thấy không? Gương cầu loại không? Cầu XMD này là XMD cao áp nha mọi người Nó sẽ tốn điện và Nó rất là sáng nha Cao áp mà Tốn điện nhiều và sáng nhiều Còn gương cầu lòi có tác dụng gì thì anh em biết rồi Chống ló, chống mờ, chống rung ánh sáng Phù hợp cho gắn con em ta học bài mọi người Này là thiết kế trong nhà Để Gắn con em đọc sách, học bài rồi các kiểu ha Đó Mở lên lần nữa cho anh em xem đây, cái đèn kế bên trái ké luôn, Đây, rất là sáng Ban ngày mà thấy sáng vậy là mình đi anh em hiểu à, hàng cd mà giá 1 triệu mấy đâu có phải đơn giản đâu anh em, đó, rất là xịn sò luôn, rồi tắt ha, thì chế độ sạc nó cũng ok nè, đang sạc anh em thấy không đang sạc, đèn đã cháy rồi remote của nó cũng ấy rồi, gương cầu lòi thì nó có nút tăng giảm độ sáng nha, nó có thêm hai nút này để anh em tăng giảm độ sáng nha, đó thì bộ sản phẩm của anh đào văn trung công ty anh việt thôn vĩnh hưng xã vĩnh tân huyện tuy phong bình thuận Cảm ơn anh đã mua hàng ở trên kênh miền Tây Solar rất là nhiều. Hẹn gặp anh ở những cái đơn hàng tiếp theo ha. anh em nào mà liên hệ mua hàng cứ liên hệ qua Zalo 076 687 4311 ha. Anh em nào yêu thích kênh nhớ cho kênh miền Tây Solar một cái đăng ký kênh nha anh em. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những video đèn tiếp theo nha.